luôn hả? Ủa, nhưng mà cắt bánh xong vẫn giá quý á. Tại vì bác sĩ cắt cho mình là cắt cái dạng nó bình thường, cắt nhỏ thôi, cắt kia. Nhưng mà khi mình đi mình phải dán, vẫn là phải dán một miếng quý nữa. Nhưng mà ý là sao cắt cái chị, ý là chị có vấn đề về sức khỏe gì hay là sao? Không, tại vì dán miếng á, làm ra cứ dán ra dán vô, nó không có định hình của mắt á, không cắt. Sao can đảm bất lịch luôn vậy? Hả? Sao can đảm bất lịch luôn vậy? Cắt mắt á hả? Cái này nó giống như tiểu phẫu thôi, chứ không phải đào đại phẫu. Đại phẫu là mình cọt hàm nè, rồi mình làm cầm, đốt cầm, rồi mũi này kéo, gọi là đại phẫu. Con này là nhớ mắt. Tiểu phẫu thì cũng rất là sợ. Dạo này có gì mới không vậy? Không có gì mới cả. Khi mà có gì mới là các bạn sẽ thấy là các sẽ lên các Facebook các để cho mọi người biết. Looking for a calling, felt lonely in a crowd. I was searching for the answers, too blind to see the signs. He was always by my side. He shed